gần tới rồi, gần tới rồi. Ờ lái xe. Ờ được, được. Ok. Ok. Chỗ này là keep clear nè. Nó chưa, nó chờ cho mình. Chứ đó là, nó lịch sự, nó đúng luật đó, nó phải ve lợi cho Mr. Lem Quẹo đó. Dân chạy biết luật đàng hoàng là phải vậy. Để tìm chỗ đổ, tìm chỗ đậu. Tụi em có thói quen là đậu xe lui đít lại để tới chừng chạy đi thì lên đề một cái hiện là chạy đi liền. Người đẹp này nhờ Mr. Lem tiếp bưng hai cái thùng bỏ lên xe. Cô này mới nhận hàng. Góc ngoài đường này, chỗ này là chỗ giao phát hàng. À, biết cái hàng đó hàng gì không? Hai thùng mà bây giờ nó nói có một thùng mà. Ủa? Còn một, bốn cái tất cả mà giờ nó có được có ba cái à. Mà cái đó là hàng gì? Việt Nam qua. Ờ, Việt Nam qua. Tới đó. Mấy cái đồ Việt Nam qua. Vậy hả? Còn một thùng nữa mà. Chưa có, chắc em nghĩ chắc chắc tới sau á. Coi như kiếp trước mình có nợ nhau ha. Đúng vậy, trời, cầm hai phone cảm ơn anh nhiều. Ok. Chứ để đó. Đi kêu anh. Ok. Gọi được anh đó. Đó được. Không cảnh không cả lại. Đứng ngồi trên cái mặt kia ngồi chờ một sáng đến luôn. Đi đâu rồi hả? Ngồi chờ đón này. Rồi hai anh em đi đón rồi đó. Đóng rồi đóng đi. Ủa chạy lại nhà đã hả? À, ờ, chị... ngồi đó đó. Đâu? Trong khi tôi đi hướng này mà. Đó. Tôi lại tưởng là đi đón anh Lân. Đó, đó là gọi anh Lân. Gọi anh được, cái gì gọi được, nó đi với bà Sài. Nếu không phải tôi biết là tôi nói tôi sẽ chạy thẳng tới đây rồi. Làm bà Hiền tới nhà nhỏ gái đó còn có nhà được đi lợi tới đây anh em có làm tới nhà chợ mình đi đồng ý rồi hai anh em đi chơi rồi là giờ đi hai đi chơi với lắm được hai anh em được không bây giờ hai anh em cũng cái hồi 16 cùng anh em thân nhau hai thằng đều cùng hoàn cảnh nhưng mà lắm á thì đi trước tính bị lớn tính hai tuổi thì đi trước 2 năm nhưng mà hai thằng tính ra là đều tình nguyện 16 tuổi hết cùng chứ tuy nhiên là cũng nhiều thương như là lính trẻ tâm sự người lính trẻ nhưng mà tình nguyện nữa tình nguyện tới đến nó để sao tâm sự người lính trẻ quý là cái chỗ đó không làm qua đó nó làm cái nghề lễ cũng lộn xộn, nó đông quá, nó là good commercial, lắm nó nói là good commercial. Mình đang tính sao gì nghĩ cái chậu bút xịn một bông đi, và đứng không quá, nó mong mình chấp chân vô liền. Chính vì vậy á, lần tới đó là anh em mày người điều hành đó, người sĩ quan đó, lắm bên đó, đâu ra đó, nghiêm xong rồi, chờ bắt, đâu ra đó luôn, nghỉ lễ chờ. Để anh nói cho chú Định nghe cái vấn đề mình. Sĩ quan nghi lễ không phải dễ đâu. Anh làm là như anh làm cặp người ta nó kỳ lắm đó. Mình có nghi lễ đàng hoàng. Cái gì nó ra cái đó. Mình phải ra mình bàn thảo ra ngoài. Đưa ra nó từ cạnh này phân loại này người làm chuyên nghiệp này nè. Nó phải có đâu đó chứ. Rồi lại hỏi một cái người niên trưởng. Mình nói liệu rồi. Mình thấy hôm qua thấy không? Anh đi là bên dù nè.
các nhà quân quân nè, một chuyến là coi như là mình đã mời hết rồi, nó lo xong hết là sư đoàn đó, xong rồi số 18 ở bên Thái xong rồi, còn bây giờ mới sợ 21 thôi, mới sợ 19 thôi, sợ 21 thì nó không có hội ai hư, không có, cho nên mình liên lạc người đại diện thôi chứ thực sự nó không có là hội ai hư, cái sư đoàn có. Bây giờ không phải bởi vì đường bên hai đó còn cấp nhất bây giờ là chúng ta anh sẽ làm một cái tăng là chính trường ta đó trường đầu cao mấy đó trường trường mà cấp nhất bây giờ đây rồi không khánh học ông Nguyễn Viết Cành còn ông Nguyễn Hoàng Lâm đó trưởng từ rồi một sao lâm đất trung đoàn trưởng là hình như ba ba đó đưa lên ông Nguyễn Viết Cành và gặp Nguyễn Viết Cành đó ông Nguyễn Cành là đại tá em Nguyễn Viết Cành á tức là trận Bình Lan có tăng cường sư đoàn 1 với sư đoàn 9. Anh Lâm này á, lính của ông có Bình Lan là trinh sát dù của trường lớp 2 trinh sát và lớp là trinh sát lớp 2 là lính quân lịch nữa lính lịch nữa, cho nên ông là nhảy dù ông đi ông là coi như là ông biết nhiều lắm, thứ nhất ông thờ ông lịch của Quảng Trị, sau này ông là lính của quốc Bình Lan đại kiểu của lính trinh sát là lớp 2 của về mà lên đó thì ông này là ông là trong quán tôi là tấm phó của tấm 1985 một đại đội nó có 5, 8, 1, 2, 3, 4 ông bị thương là 9 kiệt 3 lần nhưng mà qua đây bị thương 5 lần đó là 4 mà lần đây là bà nó cắn ông bị thương sụp xuống lắm bằng chung cái đó là họ biết là cái đó, quay. Em có cái họp phòng 2 giờ chiều để tính gọi em đó. Có anh là phải đến là anh liền bây giờ hôm nay em đến đây là vì anh huy động hết cái cả ngày này hả hôm nay đến gặp thành ra bây giờ gặp anh uống với anh cái xong em phải đi đi thế nào hôm nay em đi làm nghe tiếng gọi của anh mà phải nói gì? Không, anh em là nghĩ tình anh. Tình anh sao? Quý cho. Dạ. Mời lên. Em mời anh đi này rồi em đi nha. Bây giờ hỏi sao em biết sao anh? Quý cho. Bắt giờ chưa chưa định đi đâu. Dạ anh rồi. Tinh thần siêu năm. Không kịp hết thì nó giờ gặp thường xuyên luôn. Thường xuyên luôn. Ai đang nói định nghe nè. Mặc dù lớn tuổi, nó nói đúng, nhưng mà anh sẵn sàng giữ khi nào anh có khỏe thì đi. Bởi vì anh còn có những cái người bạn cùng phá đó, mà đôi khi nó không cùng chìa, nó cùng phá mà nó trật chìa, cho nên anh giữ được thì giữ, mà anh cũng rảnh thì đi chơi với em thôi. Từ từ. Rồi, hồi đó anh quan khóa mấy? Anh khóa 468. Ở gì? Vậy là anh một khóa với đoàn văn hóa. Quạt chết rồi. Nếu quạt cái đó đó quạt đấy. Quạt hồi xưa về chủ khu Vĩnh Long mình sao mới quạt trinh sát đấy. Là bạn anh chết rồi. Đấy nè. Chết rồi. Anh nói phải sáng lắm. Bây giờ cái chín còn là 10 cái mỗi lần anh nghĩ lên nghĩ thêm đi. Nha. Nghĩ tới bệnh ha. Dạ vậy đi. Rồi. Thôi. Nghe đâu kìa. Em cùng quý anh vô cùng luôn. Cái câu đầu tiên cái cùng phá của cùng chìa. Con này đầu tiên nghe. Dạ. Không cùng chìa sao bảo được. Đúng rồi. Ở đây này mình. Lắm. Dạ. Quạt đầu phá đi anh. Dạ. Em sầu gì đó. Chết rồi. Mà đi chết rồi. Đắp, đắp đang quạt lắm, có quay mà. Lắm rồi. Dạ. Kêu cái phim quá đứa. Ok. Ok, đi, để bắt định nha. Cái câu đầu tiên nghe cũng khá. Bây giờ tắt cái điện thoại này bị đang nó quay tắt rồi sẽ mở cho anh cái đoạn chào cái xe tan của anh quạt nha. Hả? Ủa, hả? Con chào quạt luôn không? Dạ. Có nằm trong này luôn. Lắm nói là nói cái sách bất cứ chứ không phải là chuyện chơi. Ông mà đang nói ông ngưng cái hết hồn. Để mở cái xe tan của anh nhớ cho chị quạt nha. Không là anh quen rồi kẹt anh đúng không? Anh quạt. Quạt. Đúng không lắm? Dạ. Phá con ra mà. Bởi vì anh nói khóa 4.8 là nhớ quạt liền. Nếu mà đúng với đúng chứ không đúng được rất đặt chia ra rất quất à. Dạ. Ủa tôi không biết quạt lại xong rồi. Tôi biết quạt lại xong rồi. Quạt chết rồi. Tôi mang đi. Đó mà lại là lắm quay nè. Đó. Bữa đó, chính bữa đó tôi thấy chú Lắm đó là ông lịch đó. Ừ. Mà tôi bữa đó anh thấy Lắm đó. Nói lắm nghe. Ở đây nha. Hôm nào cũng bại hết. Sư năm không có bại. Đó là một đoàn hết.
đâu rồi đâu. Còn lại cỏ ngay cạch cạch là được rồi. Ok. Uống từ cái chai này được không? Uống từ cái chai này được. Anh phải uống cái vị kia. Đâu nào mắc hơn nữa rồi. Bên trong đó là cái này đã hết rồi. Ồ, nếu mà nó không còn nằm đây là nó nằm cái kia, chỉ là phải tắt cái kia mới lấy. Mới lấy là khỏi. Uống từ cái này không? Vậy anh. Hết cái cố rồi mà uống rồi. Có thấy là anh em chọn này thì anh em đi kiếm anh đó, chúng em không bỏ không để làm mất được ai hết. Đây là công công nhận. Bây giờ mình bỏ đi ai mà mình lấy ví dụ người thằng nào nó sóc anh, tao để mày sóc tao đó, chuẩn bị bỏ đi em rồi xong. Không, lính là lớn lớn tinh thần lính nó vẫn còn, người lính không bao giờ chết hết. Chiến này hùng không? Có làm cho phần đầu đẹp trời lên sắp không? Mà ông kia thẳng bước bỏ lên kia không? Dạ đã từng nói rồi. Có những người bạn mà nó còn khá mà không chỉ dài ngày nha. Mở không được. Phá thôi nha. Còn còn đơn vị những cái nó sẽ ác. Không phải nữa. Ra hồi sáng nay gọi tính có giao rồi đó. Anh em chơi thân thiệt nhưng mà vấn đề mà quay tới là giao trước gọi nó đâu. Ghét nhất là cái vụ mình lên quay cái đội thằng bá dơ đuổi nó cho mình đã tín nhiệm cho mình quay là mình được quyền đi bất cứ đứng ở góc cạnh nào để mình thu cho được những cái thước hình phim đẹp đẹp chứ. Tối rồi không được gì. Thực sự ra hôm qua mình cái nhận xét thế này tác chức của bên lực bên nước họ biết cái mục đích về cái nước hết nhưng họ biết cách cái connection rồi sao thế đông quá tổ chức luôn thao luôn tổ về MC nói bệnh nó ghét nhất cái là mình cách đây 2-3 ngày mình đã nói trước với ông rồi nói à anh Tiến à tôi làm cho anh là bảo đảm là anh biết từ trên cái này rồi bảo đảm của anh nhưng mà anh phải cho tôi được quyền làm anh nói anh sao 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 cuối cùng là ngày hôm qua là bị hai cái thằng cái này mà mình á với một tay làm cho đài TV gì đó thằng đó nó trong tương lai mà nó đi dùng dấu để mà nó quay phim nó sẽ gặp anh mà gặp anh trước thì anh chửi nó anh đặt máy anh tao tới chỗ đó đó là tao làm free cho mọi người chứ không phải tao làm gì tiền với mày. Người ta cần tao còn mày xách đích tới mày làm để mày có cái phim để về mày đưa cho đài mày lấy tiền mà mày đặt cái chớ mày đuổi tao hả? Có cái là bởi vì nể cái ban tổ chức mình không muốn cự nó thôi. Cái thằng ra đụng chửi đụng mày làm cặn gì mà mày dẹp tao đúng không? Hôm qua em tới dự với tư cách khách xương nắm khách xương nắm ban á rồi chụp phim mà lắm là ban tổ chức mời quay phim cho ban tổ chức. Không, cái này là ban cái này bữa nay mình nhận á lại tích khe rồi cho nên hồi sáng hai anh em nói chuyện đó, anh em là anh em nhưng mà hôm đó giúp là cái chuyện là phải được quyền được anh xét. Nhưng mà nó nói rồi bước nó lại tích khe vô không kêu một tiếng nữa kêu một tiếng nó tốn tiền đâu tốn tiền mà không có vấn đề gì trên không được tâm này cũng được hết rồi anh đứng quay nó xuống tù lúc rồi lúc rồi rồi má lỡ lấy tiền rồi mình lại muốn lấy gì để năm 2019 cái tiệc tân niên của ví dụ đó ổng tới từng bàn ổng nhậu cho đã đụng tới giờ chó tan hàng đó ổng ban tổ chức phải đưa ổng về mà 2-3 tháng sau ổng mới có cái dĩa mà cái dĩa 300 anh cho tiếng hả tiếng quốc trong khi lắm là chỉ tối về sáng hôm sau là mọi người đều có coi hết mà phim quýt mà không lấy tiền á thử cái mới. Không biết chưa. Em nói anh nói cái cũ. Từ lúc mà đi chơi với tính bây giờ là uống rượu đỏ nhiều đó chứ hồi đó giờ anh ít có bao giờ uống uống khô nhát không à. Uống với bia không. Mỗi người có luôn. Tôi nhưng mà khô nhát là quá. Cái này còn sơi rồi còn là không biết anh sao sao nhưng mà anh này tối qua uống nhiều lắm ừ.
hồi sáng gọi phone tôi ngồi nghe cái giọng tôi biết rồi, xong hangover uống nhiều anh nói đúng không? Ở đây á, em đi với ông cậu bạn ổng là bảy mấy tuổi không à, bởi ông rất tín nhiệm, đi biết sao ra một người về ra lái chở ông về tính tiếp nè, mà đây tính biết 20 lần, quên nữa nhắc là ổng này nó nghĩ sao, nó không còn mua không mua gì hết, everything fine, bố tú bát rồi, bố còn cần gì bố cho con 10 đồng, biết từ đây tú bát rồi, con muốn xếp cái gì cho tương lai của con, ok, của cô đã muốn khóc rồi, ok, tú gọi hay là gọi đi nhậu, con nghe về, trai, anh có đứa trai này, nó nói là con bố gì con không mời được, em vô đây. Nói câu này bố con xin mời đó thấy quay video quả chạy mất của thanh bao nè thanh chú tình duyên liên quan em nhỏ tuổi em học dốt thì học giữa năm đại tam rồi đến rồi không phải chỉ nói nhưng mà em ra đời sớm em đụng chạm nhiều đối với người không có gì ý đối với người tốt với em là em tốt lại mà cài dựng với em ha là em phải nhận gấp 10 lần á để đánh em á, nhưng mà đầu tiên là em đấu dây sơ giao tâm giao gì cũng phải tốt đặt đặt trước để mà đánh em tính biết mà em như vậy làm sao ai cài dựng được không? Tụi em là tính nha, giờ cài dựng là cài dựng lại à? Tốt mà em đi nước năm đệ tam học cô đà lăng đệ tam học sinh nữa, thứ hai là sinh nữa pháp mà cô đà lăng đó lộ phải dục thi luyến luôn là sáng ra có hai chữ của người lái ngồi gì á là đầu tiên em năm đệ tam á mới học sinh thứ hai em học giữa năm đệ tam cũng em học ngôi xe của người lâm nè đó thì đầu tiên là năm đệ tam đó thì để lưu nữa xin ngữ một là anh văn nhưng mà thật ra cái dốt chỉ là yes no này nó đâu vậy là ren gì đó ngô quê toàn là tốt nghiệp của người lái năm đệ tam đó là học sinh nước phụ á mà cái chữ của người lăng là đi luôn mà anh nói với anh nghe tính của em là cái thằng lính mẹ chết thì không giống với cái thằng đứa nó đi vào một chiếc nó to gấp đôi em thì hồi lính Mỹ là càng mày mày xạo con nó mày xạo to gấp đôi em là cao lắm mà mày sốc của tao bún mày luôn nó bắt ke đâu không nó tính em nó thiệt hỏi không có anh sao mà cái thằng gì đó này bên hai to lái 37 mày bước đó là anh đại nguyên đi lạc sáng ra bỏ điện thoại ra bước này đó số 7 này mày xuống nó đúng mày tao chờ mày đó mày sốc tao cái ông lái 37 nó ta bảo giặt lái 37 chứ nói nhau về bước 37 em nói tôi không biết gì hết nếu không biết thì xỉn đấy xỉn là tầm 7 xỉn rồi chửi phát chửi thằng em là thinh chửi chú mà cái này rồi cũng để nó để tới nó lên đây luôn cái đầu luôn cái đầu này nhưng mà em không nói một tiếng nào hết em sao biết là điện thoại nói nó hôm qua tôi làm đúng làm gì ông đâu tôi có quen biết gì ông đâu mà đến đứng ông chửi đồ ông chửi phát vui watching and don't forget to subscribe.